Miền Nam bước vào những đợt nắng nóng nên nhu cầu tiêu thụ điện của người dân tăng cao. Ngoài ra, việc hạn chế ra đường để phòng dịch COVID cũng là nguyên do khiến người dân xài điện nhiều hơn. Bà Lâm Thị Lan, tổ trưởng tổ phụ nữ phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh giải thích. Con nít mà lúc nào nó ở nhà nó nghỉ học nè, cái mùa COVID này nè, nó nghỉ học hoài vậy. Rồi nó ở nhà thì đương nhiên là phải xài máy lạnh cho nó rồi. Không máy lạnh thì cũng phải quạt máy xài quay liền luôn. Rồi nói chung là mình ở cái gác nó nóng lắm. Tháng COVID mà người ta đâu có làm ra được tiền nhiều đâu, nhưng mà cái sự nhu cầu xài thì người ta phải xài, người ta chấp nhận, người ta phải cắn răng người ta chịu thôi. Không xài lại được. Nóng chịu gì nổi. Mùa nắng nóng COVID năm nay tuy không phải đóng cửa nhiều hãng xưởng như năm ngoái nhưng cũng lắm khó khăn. Ông Minh Trí ý kiến. Thời điểm nắng nóng và cái trong mùa dịch người ta ít đi làm nên là giảm cho họ thì anh nghĩ là cũng phù hợp qua cái mùa dịch, chứ còn hết dịch rồi thì anh nghĩ chắc khả năng giảm thì chắc không cần thiết. Mùa nắng nóng năm nay, dịch COVID cũng tái bùng phát lây nhiễm cộng đồng như năm ngoái. Và tuy đời sống giao thương ít chịu các quy định hạn chế ngặt nghèo về phòng dịch, song khó khăn dồn, chồng chất suốt cả năm qua, nên theo tiểu thương Nguyễn Thị Diện, cần giảm giá tiền điện như một gói cứu trợ an sinh. Nếu mà bên ngành điện lực đấy mà giảm giá cho người dân đấy, mà nếu mà càng giảm được thì càng tốt. Tại người dân năm nay COVID nó cũng nhiều, từ năm ngoái năm nay là rất là nhiều COVID, là đâm ra là người dân là không có tiền, nhà nào cũng thế à. Thì theo ngành điện lực nếu mà giảm được cho dân thì tốt, giảm ít cũng được. Việc buôn bán ở đường phố mùa nắng nóng COVID năm nay vẫn ế ẩm như mùa dịch năm ngoái, bà Lan ý kiến. Cho người dân đi thì người ta đỡ, không phải riêng gì mình, người khác cũng vậy, giảm cái tiền điện xuống cho nó đỡ. Cuộc sống bây giờ thì nó quá khó khăn rồi, mỗi cái nó mắc lên chút rồi cũng tính ra chi tiêu hàng tháng cũng nhiều lắm. Mùa nắng nóng năm ngoái, chính phủ đưa ra chính sách giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt. Hiện tại, mặc dù đời sống kinh tế đang dần hồi phục, nhưng dịch COVID lại tái lây nhiễm cộng đồng, cho thấy người dân rất cần một gói hỗ trợ an sinh về tiền điện.